Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô Bcar TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Vui lòng nhấn like và đăng ký để chúng tôi có cơ hội phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp chương trình. Ra mắt Honda City hoàn toàn mới, động cơ tăng áp 1 lít, 120 mã lực, áp lực lên Toyota Vios. Thưa quý vị, một trong những mẫu xe đô thị quan trọng bậc nhất trong đội hình Honda City vừa chính thức bước sang một trang mới. Thế hệ thứ 5 của chiếc sedan hạng B, không tính hai đời đầu là hatchback, sở hữu thiết kế có nhiều điểm tương đồng mẫu Jazz cũng vừa lên đời vào tháng 10 tại triển lãm Tokyo với phong cách tròn trịa và mềm mại hơn. Phần đầu Honda City 2020 tiếp tục sử dụng bộ mặt Solid Wing, mang cảm hứng từ Civic cỡ lớn hơn. Nổi bật nhất chính là giao diện đèn pha mắt đá quý và thanh ngang chrome cỡ lớn nối liền hai phía. Hông xe nhìn chung không cải tiến quá xa so với bản hiện hành, ngoại trừ phần đường nội mới này xuất phát từ vị trí đỉnh đèn pha và chạy trên tay nắm cửa thay vì dưới như trước. Gương bên chuyển từ cửa lên cột A để tăng tầm quan sát. Trong khi đó, đuôi xe sử dụng cụm đèn hậu dạng hai mảnh, với thiết kế dải đèn chính hình chữ U nối liền với đường nội ngang hông vừa nhắc tới ở trên. Cản sau được thực hiện gần giống y như cản trước, với hốc trang trí nằm hai góc sát vị trí bánh xe. Theo thông số được Honda đăng tải thì City mới dài hơn bản trước tới 113mm, tổng là 4.553mm, rộng hơn 53mm, tổng 1.748mm, nhưng lại thấp hơn 10mm với tổng là 1.467mm. Chiều dài cơ sở đáng ngạc nhiên cũng giảm 11mm, 2.589mm. Thân xe có thêm lớp phun polyurethane chống mài mòn, đồng thời khoang động cơ cũng được gia cố dày hơn để mà giảm tiếng ồn truyền vào trong cabin. Chuyển hướng vào cabin thì tablo Honda City được làm lại triệt để do một lần nữa có nhiều điểm tương đồng với Jazz. Nhìn chung cách bài trí mới mang lại cảm giác thanh thoát, bớt gò bó như trước. Hốc gió điều hòa nay chuyển thành dạng dọc với hốc gió trung tâm nằm hai bên màn hình thông tin giải trí cảm ứng hỗ trợ Honda Connect, Apple CarPlay, Android Auto. Bên dưới màn hình là dàn nút bấm chỉnh điều hòa dạng truyền thống. Tiếp theo, nhìn sang bên ghế lái thì vô lăng cũng được cải tiến thiết kế nhìn phổ thông hơn so với dạng phá cách của Honda City cũ. Vị trí hốc đựng cốc, cần số và phanh tay tại cùng điều khiển trung tâm có vẻ là không đổi. Có chăng khu vực này có thêm nút bấm điều chỉnh chế độ Eco và vài tính năng khác xung quanh cần số mà thôi. Thay đổi có thể coi lớn nhất trên Honda City 2020 tới từ động cơ xăng 1 lít tăng áp tỷ số nén là 10:1. Cho công suất 120 mã lực tại 5.500 vòng tua máy trên 1 phút và 173 Nm mô men xoắn tại 2.000-4.500 vòng tua máy trên 1 phút. Đây cũng tạm thời là lựa chọn duy nhất trong bối cảnh bản 1.5 lít cũ thì đã bị xóa sổ hoàn toàn, hộp số cũng chỉ còn lại độc bản CVT, không có số sàn. Điểm mặt nâng cấp mới trên Honda City 2020 sẽ về Việt Nam khiến Toyota Vios và Hyundai Accent phải dè chừng. Thưa quý vị và các bạn, Honda City 2020 cũng vừa ra mắt tại Thái Lan được trông chờ về Việt Nam trong thời gian không xa. Đây là thế hệ hoàn toàn mới của mẫu sedan hạng B tới từ Honda, được hãng xe Nhật đầu tư nâng cấp khá là nhiều từ hệ thống khung gầm cho tới thiết kế và trang bị. Thiết kế mới Honda City 2020 như một phiên bản thu nhỏ của Accord, cụm đèn chiếu sáng được đặt nối liền lưới tản nhiệt, đèn hậu LED thanh mảnh hơn, gương chiếu hậu gắn vào thành cửa thay vì đính vào cột A như trước. Khoang cabin cũng mang đến cảm giác mới lạ với vô lăng ba chấu kiểu Accord, các cửa gió điều hòa phía trước cũng lớn hơn. Kích thước tổng thể lớn hơn. So với thế hệ trước, Honda City có kích thước tổng thể lớn hơn hẳn. Các chiều dài và rộng tăng lần lượt 113mm và 53mm, chiều cao hạ thấp 10mm. Tuy nhiên trục cơ sở của City mới là giảm 11mm. Số đo dài rộng cao cụ thể của City 2020 là 4.553, 1.748, 1.467mm, trục cơ sở dài 2.589mm. Khả năng cách âm tốt hơn.
Quý vị thân mến, Honda Thái Lan cho biết là độ rung và ồn trên City mới được cải thiện, một số những chi tiết được gia cố thêm bằng mút cách âm. Ngoài ra thì bộ phận cách âm khoang động cơ cũng dài dặn hơn để giảm bớt những cái tiếng ồn lọt vào trong khoang xe. Về động cơ tăng áp, Honda loại bỏ động cơ 1.5 lít hút khí tự nhiên cũ trên City và thay bằng loại tăng áp hoàn toàn mới. Đây là động cơ VTEC Turbo DOHC, dung tích 1 lít, công suất 122 mã lực tại 5.500 vòng 1 phút và mô men xoắn 173 Nm tại 2.000 đến 4.500 vòng 1 phút. So với động cơ cũ thì máy mới mạnh hơn 4 mã lực và 28 Nm mô men xoắn, thưa quý vị. Động cơ này được công bố tiết kiệm nhiên liệu hơn với chỉ khoảng 4,2 lít trên 100 km. Và bên cạnh đó thì hệ thống giải trí cũng cao cấp hơn. Điểm nhấn trong khoang cabin đến từ màn hình trung tâm kích thước lớn hơn hẳn trước đây, màn hình cảm ứng 8 inch thay cho loại 6,8 inch trước đó, hỗ trợ Apple CarPlay, cổng USB nâng lên từ 1 lên thành 2 chiếc, thưa quý vị. Phiên bản RS mới. Và tương tự các mẫu Brio, Charge hay là Civic, thế hệ mới của City có thêm bản thể thao RS. Phiên bản này được phân biệt bằng ngoại hình thể thao hơn, với các chi tiết sơn đèn bóng như lưới tản nhiệt hay là gương chiếu hậu. Càng trước và sau cũng hầm hố hơn bản thường, bộ vành phay xước kết hợp hai tông màu tương phản. Logo RS đỏ quen thuộc gắn ở mặt ca lăng và đuôi xe. Mặc dù có khá nhiều điểm mới, Honda City lại có hai chi tiết được nhận xét là cải lùi, bao gồm đổi nút điều khiển cảm ứng sang đúng xoay và loại bỏ cửa gió điều hòa hàng ghế sau. Mr. Ben, mang xe hơi đến mọi gia đình.